cực sắc. Cái này khi mình bỏ vào cái này này, cái cơ này vào phía này nhá, xong mình vặn theo cái chèo này này. Xay cháo, xay hoa quả ăn nhanh. Cái này thì là có hai nắp, nắp này mình đậy nắp này hoặc là nắp này cũng được, được nhá. Cái này, này khi mình dùng xong, mình dùng xong chẳng hạn đây là xe khô, dùng xong mình bỏ này, đậy lấy cái nắp này này, đậy lại thành một cái hũ đậy nhá. Đây là xe khô nhá. Cái này cũng thế, cũng bỏ như thế nhé.